Kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực Nam Bộ, có nơi nắng nóng gay gắt. Trái lại ở miền Bắc thì trời nhiều mây hơn, cảm giác se lạnh. Ngay từ sáng nay, thủ đô Hà Nội trời đã âm u, nhiều mây và có nơi lất phất mưa nên cảm giác lạnh hơn. Nhiệt độ quan trắc lúc 10 giờ đã giảm khoảng 2 độ so với hôm qua, xuống còn 20 độ C. Nguyên nhân là bởi không khí lạnh thì đang suy yếu, gió đông bắc không còn mà thay thế bởi gió đông nam liên tục đẩy ẩm từ biển vào trong đất liền, kết hợp với hội tụ trên mực 1.500m tạo điều kiện hình thành mây ẩm. Dự báo là thủ đô Hà Nội và hầu khắp khu vực phía đông bắc bộ sẽ tiếp tục trạng thái nhiều mây, se lạnh trong buổi chiều nay, khả năng đến chiều tối và đêm còn có mưa nhỏ mưa phùn, nhiệt độ sẽ không vượt quá 24 độ C. Bên phía tây, Lào Cai, Điện Biên Phủ, Sơn La thì trời vẫn nắng ấm, 25 đến khoảng 29 độ C. Lui xuống miền Trung thì chỉ riêng Thanh Hóa là trời nhiều mây và đến đêm thì sẽ có mưa, còn lại từ Vinh trở vào đến Huế trời nắng ấm, 25 đến 28 độ C. Từ Đà Nẵng trở vào đến Phan Thiết cũng như khu vực Tây Nguyên thì cường độ nắng sẽ mạnh hơn, nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến khoảng 34 độ C. Nóng nhất vẫn là khu vực Nam Bộ, mức nhiệt nắng nóng 35 độ C sẽ xảy ra trên diện rộng. Trong đó khu vực miền Đông có Thủ Dầu Một, Đồng Phú, Biên Hòa nắng nóng gay gắt 37 độ C. Trên biển ngoài khơi, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa thời tiết tốt, chiều nay đều có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió không quá cấp 5. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trong chiều và tối nay.